Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và Cuộc sống do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện. Thưa quý vị, để giám sát chặt chất lượng nguồn nước, kịp thời đưa ra cảnh báo môi trường đối với các địa phương và người dân nhằm giảm thiểu rủi ro, Đồng Nai sẽ tăng cường tần suất quan trắc tại các khu vực nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 32.000 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt chiếm đa số với hơn 30.000 ha, số còn lại là nước lợ. Với mục tiêu giám sát chất lượng nguồn nước, kịp thời đưa ra khuyến cáo đối với người nuôi thủy sản, những năm qua, Đồng Nai luôn thực hiện quan trắc chất lượng nước tại các khu vực nuôi thủy sản. Kết quả quan trắc cho thấy, hầu hết các thông số quan trắc chất lượng môi trường nước như nhiệt độ, độ mặn, độ pH đều thích hợp cho việc nuôi thủy sản. Tuy nhiên, tại một số thời điểm quan trắc, nhiều thông số vẫn vượt ngưỡng cho phép. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng thủy sản bị chết hàng loạt xảy ra tại các khu vực nuôi cá bè tập trung tại sông Cái, sông La Ngà diễn ra liên tiếp nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng cho người nuôi. Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường, tần suất quan trắc tại các khu vực được dựa trên nguyên tắc những nơi nguy cơ ô nhiễm nguồn nước cao sẽ quan trắc liên tục, qua đó kịp thời phát hiện những bất thường trong môi trường nước, đưa ra cảnh báo phù hợp, giúp người nuôi thủy sản kịp thời ứng phó. Những nơi chất lượng nước tốt, tần suất quan trắc giảm, song vẫn đảm bảo để cơ quan chức năng kịp thời phát hiện bất thường. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang trong diễn biến phức tạp. Do đặc thù công việc, những công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với những nguy cơ rủi ro bởi tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây bệnh là các nguồn rác thải. Tuy nhiên, vượt qua nỗi sợ hãi, công tác đảm bảo môi trường vẫn được thực hiện nghiêm túc và an toàn. Những chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng đủ màu sắc, dễ dàng bắt gặp như thế này trên nhiều tuyến đường. Không chỉ gây mất mỹ quan đường phố, mà các chuyên gia còn cho rằng những chiếc khẩu trang bị vứt bừa bãi còn tiềm ẩn nguy cơ khiến các loại virus và mầm bệnh phát tán ra môi trường. Là nó ủ chứa rất nhiều những cái vi khuẩn trong cái quá trình mình thở, rồi do ẩm, do là một cái môi trường phát triển rất tốt cho các cái vi khuẩn cũng như là virus gây bệnh. Thế như thế nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì đấy lại là một cái nguồn để gây bệnh ra môi trường. Nhằm kiểm soát các nguồn lây bệnh, những người công nhân này vẫn miệt mài với công việc thu gom rác của mình. Tiếp xúc trực tiếp với nguồn rác thải có nguy cơ lây bệnh cao, trong đó có khẩu trang y tế, các công nhân vệ sinh môi trường không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Tuy nhiên, với trách nhiệm và mong muốn cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, họ vẫn ngày đêm nỗ lực thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Công ty mình thì cũng đã trang bị đầy đủ cho mỗi một người công nhân lao động các đầy đủ các cái kiến thức trong cái khi xảy ra dịch bệnh và đã cấp phát đầy đủ cho người lao động những cái trang bị cần thiết về bảo hộ lao động. Thứ nhất như là găng tay, khẩu trang, nước sát trùng, nước súc miệng và thuốc nhỏ mắt. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với việc tăng cường trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trực tiếp thực hiện công tác thu gom chất thải, thì công tác tập huấn, tuyên truyền cũng được quan tâm, chú trọng hơn bao giờ hết. Theo thống kê của Sở Y tế Đồng Nai, trung bình hàng năm, lượng rác thải y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 5.000 tấn. Tất cả lượng rác thải này đều được thu gom xử lý theo đúng quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Môi trường và Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.